Xin chào các bạn, chào mừng bạn quay trở lại với kênh của mình. Như vậy hôm nay kết thúc phiên giao dịch thì chúng ta cùng nhau nhận định thị trường của phiên ngày hôm nay thứ sáu ngày 29 tháng 3 năm 2024. Như vậy phiên hôm nay là phiên cuối cùng của cái tháng 3, là chốt cái danh mục rồi chốt cái nạp của cái quý 1, cũng có những cái thông tin liên quan đến tình hình vĩ mô của nền kinh tế trong cái quý 1 này. Thì phiên ngày hôm nay thì chúng ta thấy là thị trường giảm điểm cũng giảm nhẹ thôi, khi mà các cái cổ phiếu vốn hóa lớn thì bị bán mạnh, gây áp lực mạnh lên thị trường. Cho nên là chỉ số VN của chúng ta là bị đuối, nó không không có được như kỳ vọng, đúng không ạ? Rất nhiều kỳ vọng, kể cả cá nhân tôi hoặc là một số bạn là cũng kỳ vọng rằng cái việc mà nó chốt nắp chốt quý rồi này kia thì nó sẽ kéo mạnh để mà tiệm cận lại cái ngưỡng 1.000, 1.300. Tuy nhiên thì sáng ngày ra thì mở cửa thì cũng có một chút hào hứng, thị trường mở một cái gap tăng cũng khoảng tầm 2 điểm. Tuy nhiên thì ngay sau đó là thị trường là bị đuối, khi mà các cái cổ phiếu vốn hóa lớn là cũng cũng gây áp lực bán lên. Thì có lẽ là chúng ta sẽ chờ cái việc mà chinh phục cái ngưỡng 1.300 cho cái tuần tiếp theo. Mình đang nói là chờ một cái điểm nổ ở tuần tới. Cái điểm nổ ở đây là gì? Điểm nổ ở đây có lẽ là cái việc mà chúng ta thấy là khả năng, theo thông tin mới nhất thì VN-Direct thông báo là ngày mùng 1 tháng 4 thì hệ thống sẽ giao dịch trở lại, tức là người có tài khoản ở VN Direct thì có thể đăng nhập và giao dịch trở lại. 1 tháng 4 thì thật có thể là đó là một cái ngày gọi, chúng ta hay gọi là ngày nói dối, đúng không ạ? Không biết có trở lại được hay không. Đó thì tuy nhiên là chúng ta chờ cái điểm nổ ở ngày đó. Bản thân VN Direct là công ty có cái thị phần lớn thứ ba toàn thị trường, kể cả chứng khoán phái sinh, đúng không? Kể cả rồi tỷ lệ cho vay margin, rồi số lượng tài khoản, thị phần đấy. Thế thì chúng ta thấy rõ ràng là cả tuần vừa qua, với một cái diễn biến của cả tuần vừa qua, cái áp lực từ cái cổ phiếu VND là một, từ cái việc mà nhiều nhà đầu tư có tiền có tài khoản ở trên trên ở công ty chứng khoán VN Direct là cũng không không giao dịch được thì cũng tác động khá là nhiều. Thì đấy, cái điểm nổ của nó là gì? Thì bây giờ bản thân những người đang có tài khoản ở đó thì chúng ta cũng sẽ bị một cái tâm lý, có nhiều người thì cứ ở thôi mày mà mở lại là tao bán hết rồi tao nghỉ, tao bán hết tao rút tiền sang công ty chứng khoán khác. Tôi biết là thậm chí là có những người là có tài khoản ở vài cái công ty chứng khoán cơ, chứ thật ra thì cũng không không hẳn là chỉ có một công ty, tất nhiên là cũng nhiều người là có một tài khoản đấy. Thế thì chúng ta cũng phải hình dung là câu chuyện là cái điểm nổ ở đây là gì. Có thể là phiên ngày thứ hai nếu mà VN-Direct đăng nhập lại được thì sẽ có một cái áp lực bán, theo mình nghĩ là áp lực bán cũng tương đối lớn liên quan đến những cái người mà người ta có thể là vào, người ta cảm thấy lo lắng, cảm thấy bất an thì người ta bán hết cổ phiếu trên cái tài khoản ở VN Direct, rồi bắt đầu là người ta lại chuyển tiền sang công ty chứng khoán khác, chẳng hạn ở tài khoản chứng khoán khác người ta mua, hoặc là lý do gì đó. Còn cái việc mà chúng ta phải hình dung là nếu chúng ta có tài khoản ở công ty chứng khoán khác mà chúng ta không muốn bán thì chúng ta có thể yêu cầu là chuyển cổ phiếu được nha, chuyển lưu ký. Các bạn làm cái đơn chuyển lưu ký cổ phiếu từ tài khoản hiện tại ở công ty, ví dụ ở VN Direct hoặc công ty nào đó, chúng ta chuyển sang công ty khác cũng được, chứ không đến nỗi là phải bán, đúng không? Nhiều bạn chọn cái giải pháp là nhanh nhất, là thậm chí nhiều ông mấy ngày hôm nay tôi thấy là biết là có nhiều người là đi mở tài khoản ở công ty chứng khoán khác rồi đấy. Chờ VN Direct vào được phát là một là rút tiền này, hai là bắt đầu là bán cổ phiếu đi rút tiền ra, gọi là chuyển sang công ty khác để mà mua. Đó thì cái đó thì theo mình nghĩ là nhất là cái tâm lý thôi, thì cái đấy thì quyền của mỗi người, mình không 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 can thiệp mà cũng không nói được, nhưng mà mình bảo là có thêm một cái giải pháp nữa là chúng ta có thể chuyển cổ phiếu nha, chuyển lưu ký từ tài khoản này sang tài khoản khác được, cho nên đừng có mà vội vội vàng vàng lại bán đi, rồi đôi khi nó gây thiệt hại cho chính mình ấy, đúng không ạ? Giả sử thứ hai mở lại cái tôi thấy ai cũng đặt bán thì thi nhau bán bằng mọi giá thì có thể ảnh hưởng đến cái diễn biến của thị trường, diễn biến của cái giá cổ phiếu đó. Rồi nhiều khi các bạn bán xong bạn rút được tiền ra rồi, ứng tiền hay làm gì đó, rút tiền lại chuyển sang công ty khác thì có khi nó lại chạy mất rồi, đúng không? Nó lại lệch mất vài phần trăm so với cái việc mà chúng ta vừa cố đấm ăn xôi để chúng ta bán. Đấy, thì các bạn theo tôi nghĩ là nếu nó mở được lại rồi mọi thứ nó vẫn ổn định thì chúng ta cứ tàn tàn từ từ thôi, và chúng ta xử lý sau cũng được, chứ không đến nỗi là phải cuống lên. Đó. Nhưng mà kiểu gì thì kiểu, tôi thì tôi nói vậy ấy, mà cái người xem kênh của mình thì cũng không có nhiều đâu, đúng không? Cũng đâu phải tất cả nó đều có tài khoản đó, cho nên là cái việc mà chờ một cái điểm nổ, bởi vì nhiều người không biết được rồi, cho nên họ cũng sẽ có thể có sự hoảng loạn khi mà cái việc mở lại của VN-Direct, cho nên là có thể là thanh khoản phiên ngày thứ hai này cũng sẽ bùng nổ, đúng không? Đó, bùng nổ, còn ở chiều tăng hay chiều giảm thì chưa biết. Đó. Ví dụ các bạn bán hết ở VN-Direct, tài khoản ở VN-Direct các bạn vô bán hết xong các bạn lại chuyển tiền sang công ty chứng khoán khác, các bạn lại mua lại chính cổ phiếu của mình chẳng hạn. Thế thì trả bằng thừa, đúng không? Trả bằng vốn lại tăng gấp đôi. Đó.
còn còn thôi, tùy đấy là tùy của các bạn thôi. Cái cách thức thì mình cũng tư vấn và tham vấn cho khá nhiều bạn trong mấy ngày hôm nay rồi, thì tùy mọi người cái cách thức chúng ta xử lý. Nhưng mà theo mình nghĩ là mọi thứ hết sức bình thường, hết sức bình tĩnh, không có vấn đề gì phải cuống lên cả, đúng không ạ? Đó, chúng ta sẽ nhận định thêm một số ý trong cái video ngày hôm nay, và tất cả những thông tin mình tổng hợp nhận định chia sẻ nó là quan điểm cá nhân để mọi người tham khảo, không phải lời khuyên hay là khuyến nghị đầu tư. Rồi chúng ta quay trở lại với cái diễn biến của thị trường phiên ngày hôm nay thì đó, chúng ta nhìn vào cái diễn biến này. Đây, diễn biến của chỉ số mở cửa là có một cái gap, rồi trong phiên thì cũng tạo một cái đỉnh số 2, đúng không ạ? Rồi sau đó là cụ đi xuống luôn. Phiên chiều có một cái nhịp mà gọi là nỗ lực hồi phục vào khoảng 2 giờ chiều, tuy nhiên là cũng không thành công và thất bại, và đóng cửa thì cũng không phải ở cái mức thấp nhất trong phiên, tuy nhiên là đóng cửa hôm nay giảm 6 điểm, giảm 6 điểm. Rồi là coi như là rời xa cái ngưỡng 1.300, khoảng tầm 14 điểm. Và bản thân VN30 cũng đánh mất ngưỡng 1.300. Khi mà gì, khi mà các bạn nhìn hôm nay những cái cổ phiếu vốn hóa lớn đa phần nằm trong VN30 là kéo giảm thị trường, kéo giảm điểm số. Đây các bạn thấy 10 mã kéo giảm điểm của thị trường ngày hôm nay thì có tới 9 mã nằm trong VN30 rồi. Thế thì cái việc mất điểm của VN30 là rõ hơn. Và bản thân VN30 thì cái điểm thì nó cũng giảm chỉ xem với VN thôi. Đó, nó vẫn đang cao hơn VN rồi. Thì chúng ta thấy là cái Vietcom này, BIDV này, đúng không? CTG, Tech, Tech hôm qua kéo hôm nay là giảm. Như vậy là có 5 mã cổ phiếu ngân hàng này. Thêm Masan, Vinhome, đó, SSI, FPT gì đều kéo giảm hết. Như vậy là các cổ phiếu lớn là gây áp lực lên thị trường. Ở cái chiều nâng đỡ trong nhóm lớn thì chúng ta thấy là có VIP, VP Bank, ACB, VRE, GVR là nằm trong nhóm VN30. Đấy, vậy thôi, còn lại đa phần là cái đà lan tỏa của thị trường hôm nay ở cái chiều giảm là nó vẫn quyết liệt hơn rất là nhiều. Có thể là cuối tuần hôm nay thứ sáu tuần thánh, nhiều người cũng cảm thấy không yên tâm. Tất nhiên là cái thanh khoản của phiên ngày hôm nay ấy, chúng ta thấy là nó có nhỉnh hơn một chút xíu, nhưng mà với các cái mã cổ phiếu mà có khối lượng giao dịch lớn thì chúng ta thấy là đa phần là cũng giảm rồi. Ví dụ VND này, VND hôm qua tới 43 triệu, hôm nay chỉ còn 33 triệu, nó là thấp hơn khoảng 10 triệu cổ này. Sacom cũng thế này, đó, tức là ở cái chiều mà những cái mã mà bị đỏ đây này thì chúng ta thấy đa phần là cái khối lượng giao dịch nó giảm hơn so với các phiên trước rất là nhiều. Đó cũng là một cái yếu tố mà chúng ta cần chú ý ha. Tức là có vẻ là thị trường cũng không không đến nỗi quá tệ trong cái phiên ngày hôm nay. Đó, còn liên quan đến việc chốt, rồi liên quan đến cái kỳ vọng của nhà đầu tư, rồi liên quan đến cái tâm lý ha, tâm lý là sợ, nhiều người cũng có một cái tâm lý là nên lỡ mà thứ hai ông VND mà mở ra cái nó lại còn bán mạnh hơn thì sao? Tức là có một cái luồng tâm lý đó nha các bạn. Nó luồng tâm lý là thà thôi thì chốt hôm nay đi, hôm nay đỏ tí cũng được, rồi hôm nay bán danh mục ra đi đã, cổ phiếu lướt sóng lướt chiếc gì đó bán ra đi, chứ sợ lỡ ngày ngày thứ hai mở ra rồi mấy ông của bên công ty VN-Direct họ vô thi nhau bán thì nó lại còn giảm nữa, thậm chí giảm mạnh. Đấy cũng là một cái tâm lý khiến cho cái áp lực của ngày hôm nay nó lớn hơn, đúng không? Bên cạnh một số các cái vấn đề khác, ví dụ như là cái nhà đầu tư nước ngoài vẫn bán khá là khỏe, bán gần 800 tỷ trong tổng giá trị giao dịch là khoảng 3.600 tỷ, đúng không? Hôm nay tiếp tục là phu bông bán nha. Nay phu vòng bị rút ròng là 19 triệu chứng chỉ quỹ tiếp. Hôm qua là 24 triệu, hôm nay vẫn còn 19 triệu nên bán tiếp. Không biết là bán đến khi nào thì chúng ta lại phải theo dõi rồi từ từ thôi. Không, như mình nói là có thể là hết cái quý này để xem nó có cơ cấu rồi nó có ngưng bán chưa, hay lại bán thêm một quý nữa. Nó dòng tiền ở với các thị trường Mỹ, các thị trường khác nó đang tăng mạnh, rồi lãi suất ở các thị trường nó đang cao trong khi lãi suất ở thị trường chúng ta hôm nay chúng ta thấy rằng những cái thông tin liên quan đến vĩ mô của thị trường chúng ta là được công bố hết rồi, đúng không ạ? GDP quý 1 tăng khoảng 5.66% so với cùng kỳ. Đấy, tức là những cái dữ liệu kinh tế của chúng ta thì theo tôi thấy là toàn bộ đều là tăng cả, đúng không ạ? Lạm phát cũng tăng luôn, đúng không? CPI tăng 3.77%, lạm phát cơ bản tăng 2.81. Đó, thì nếu chúng ta tính dựa vào những cái chỉ số này, đúng không ạ? Dựa vào những chỉ số này và so với mức lãi suất thì có vẻ là đang không ổn lắm, đúng không ạ? Đó. Rồi gì? Vốn vốn đầu tư toàn xã hội đạt khoảng 614.000 tỷ. Đấy, cũng tăng 5,2% so với cùng kỳ. Đúng không? Cái gì chúng ta cũng thấy tăng hết, chỉ có mỗi là chứng khoán là hôm nay giảm thôi, đúng không ạ? Ngân sách nhà nước cũng bội thu này. Đấy, nhà nước cũng tăng 9,8% so với cùng kỳ luôn. Đấy, các bạn đọc lên nào, đây đọc chi tiết ha, còn đây mình lướt tổng hợp qua một số thông tin để cho chúng ta theo dõi thôi, đúng không ạ? Đó, ngân sách cũng tăng, rồi gì, tổng mức bán lẻ hàng hóa cũng tăng luôn quý 1, đúng không ạ? Tăng 8,2% so với cùng kỳ.
Đấy. Rồi gì nữa? Rồi chúng ta thấy là cái số doanh nghiệp mà gọi là giải thể ngừng kinh doanh ấy, là cũng tăng luôn. Đúng không? Cũng tăng khoảng 10 hơn 14.000 so với cùng kỳ. Đó. Rồi xuất siêu, xuất siêu thị trường chúng ta cũng vậy, có những cái dữ liệu liên quan đến xuất nhập khẩu hàng hóa này. Đó. Thế thì rõ ràng là với một cái điều kiện vĩ mô mà chúng ta đọc được thì cái gì cũng tăng, đúng không ạ? Tất nhiên là trong đó có những cái tăng là không tốt, ví dụ như là CPI tăng, đúng không ạ? Đó thì ta vừa rồi cái quý này nó có vướng Tết rồi vướng này kia đó. Đấy thì đấy là cái cách thức giải thích thôi, nhưng mà chúng ta nhìn thấy câu chuyện là gì, lạm phát thì tăng, lãi thì giảm. Đấy, nó có thêm một thông tin nữa. Thông tin đó là gì? Thống kê mới nhất này thì là cái huy động vốn tín dụng giảm, tức là người dân giảm gửi tiền vào ngân hàng. Cái này rõ rồi, với cái mặt bằng lãi suất như hiện tại thì rõ ràng là thấp quá, đúng không ạ? Lãi suất vùng 5 hoặc là hơn 5 hoặc là thấp hơn 5 một chút xíu thì nó cũng CPI lên tầm 4. Đấy là CPI theo báo cáo, theo dựa vào các con số thôi, còn CPI thực nó có vẻ còn nhỉnh hơn nữa. Đấy thì coi như là người ta không gửi nó đúng thôi. Đấy. Đúng không ạ? Đấy thì đấy là một số các cái thông tin mà chúng ta theo dõi tiếp. Đấy, thì có một số thứ khác tăng nữa này, giá vàng này, vàng nhẫn này, kẻ vàng thật nhá, đây là giá vàng nhẫn tăng như vũ bão, đây bão nó giật tít như vậy là một chuyện, đúng không ạ? Và giá vàng thật nó cũng tăng, vàng 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 miếng nó cũng tăng, giá vàng trên sàn cũng tăng luôn, đúng không ạ? Đây, giá hàng hóa này chúng ta nhìn giá vàng. Đó, giá vàng lên 2.254 rồi. Tăng đây, hôm nay còn tăng ác hơn hôm qua nữa này. Đúng không ạ? Mà như giá hôm qua đang tăng chứ, hôm nay là nghỉ, hôm nay hay à, hôm nay thị trường hàng hóa nghỉ đâu, hàng hóa rồi thị trường chứng khoán Mỹ nghỉ, hôm nay thứ sáu tuần thánh à, một số thị trường phương Tây à, thì họ nghỉ giao dịch. Đó, hôm qua giá dầu cũng tăng này, giá vàng tăng này, giá chỉ có giá crypto thì có vẻ giảm một chút xíu ha. Nhưng mà vẫn đang loanh quanh ngưỡng 70.000 và 3.600 đối với Bitcoin và Ethereum ha. Đấy, chúng ta theo dõi thêm. Đối với các thị trường thế giới thì hôm qua chúng ta thấy thị trường chứng khoán Mỹ tăng điểm nhẹ, tăng nhẹ không chấm mấy phần trăm thôi. Đó. Các cái hợp đồng tương lai liên quan đến Dow Jones, Nasdaq Future gì đó đang trái chiều, nhưng mà nó biến động rất là ít thôi, không có nhiều. Chứng khoán Nhật hôm nay cũng không có giao dịch. Trung Quốc tăng, Hồng Kông giảm, Hồng Kông như này cũng nghỉ vậy. Kospi xanh. À, châu Âu hôm qua đóng cửa cũng tăng nhưng mà tăng nhẹ thôi. Hiện tại hôm nay châu Âu cũng đa phần là nghỉ. Hôm nay là nếu bạn nào theo đạo Công giáo thì hôm nay là ngày thứ sáu tuần thánh nha. Đây là cũng các thị trường, nhiều thị trường nó nghỉ, hàng hóa cũng nghỉ, đó, thị trường chứng khoán cũng nghỉ. Mỗi có mỗi ông crypto này nó cũng chạy quanh 5 ngày tháng này, cũng nghỉ hết, không phụ thuộc ai hết. Đó, cái phân bổ dòng tiền của ngày hôm nay thì đây chúng ta nhìn này, rõ ràng là với một cái chiều, một cái áp lực bán ra tương đối lớn, đúng không ạ, so với cái phần là cái lực mua thì đấy, cái áp lực thì giờ nãy mình giải thích rõ rồi, một số các cổ phiếu vốn hóa lớn đấy, rồi có cái tâm lý đó, một phần về cái dấu hiệu về tâm lý, đúng chưa? Đó, rồi các cái dữ liệu về kinh tế ra công bố để chúng ta thấy, thì hôm nay chúng ta thấy là rồi cũng có những thông tin là kiểm toán nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính ở một số doanh nghiệp, đúng không ạ? Đấy, này thì chúng ta đọc để chúng ta thấy ha. Đó, rất nhiều liên quan đến nợ nợ chồng, nợ chéo, rồi nợ khó đòi, rồi nợ xấu, rồi rồi cái tỷ lệ mà huy động vốn là nợ trên vốn chủ này kia, đó là những cái thông tin mà chúng ta cần phải theo dõi thôi. Còn kiểm toán hay là thậm chí là những cái kiểm toán nhà nước hoặc là kiểm toán bên ngoài cũng vậy, này có rất nhiều vấn đề mà họ cũng không phát hiện ra được, thì chúng ta theo dõi thêm ha. Đó. Rồi liên quan đến các cái dự án trọng điểm quốc gia thì hôm nay Thủ tướng yêu cầu các bộ ngành địa phương là chỉ có làm thôi, không có bàn lùi nữa, đúng không ạ? Làm sao để làm được? Đấy, Thủ tướng chỉ đạo quyết liệt, đúng không? Các công trình dự án, đặc biệt là các dự án trọng điểm quốc gia của ngành giao thông của chẳng hạn, đó là bàn là làm cách nào để làm được, đó, quyết tâm mà làm chứ còn không có bàn lùi. Ông nào bàn lùi là cho đi lùi luôn, cho lùi luôn. Đấy. Thế thì chúng ta đọc được những cái thông tin như vậy ha, thì chúng ta theo dõi thêm sự quyết liệt trong cái vấn đề chỉ đạo điều hành. Từ các vấn đề về giao thông liên quan đến hạ tầng ấy, nó cũng quan trọng. Đó, rồi liên quan đến giải ngân vốn đầu tư công, liên quan đến thu hút đầu tư nước ngoài, người ta vào người ta đầu tư
À, thì người ta cũng phải xem cái tính kết nối rồi cái hạ tầng của nó như thế nào thì người ta mới vào được, chứ bỏ dọn tổ cho đại bàng mà cái tổ xấu quá đại bàng nó không dám đến đâu, đúng không ạ? Nhiều khi dọn tổ cho đại bàng mà xung quanh ấy, trong quanh tổ lại có mớ bẫy nữa thì đại bàng khiếp không dám tới. Rồi, đấy là thông tin để chúng ta theo dõi thêm ha, diễn biến của thị trường. Rồi chúng ta đi vào cái biểu đồ kỹ thuật một chút xíu ha, liên quan đến cái chỉ số VN của chúng ta. Thì về mặt thanh khoản đó, thì ngày hôm nay là thấp hơn, thanh khoản ngày hôm nay thấp hơn phiên ngày hôm trước. Đó, thì cũng không vấn đề gì, ở một cái chiều giảm điểm thì cái vol thấp như thế này thì cũng bình thường thôi. Đó, thì với một cái diễn biến như thế này ha, nếu chúng ta khoan hãng nói về cái xu hướng, khoan hãng nói về đồ thị tuần, đúng không ạ? Thì tạm thời nó có một cái đỉnh nhỏ ở ngay khúc này. Thì có thể nó sẽ có một cái kịch bản ở đây mình đưa ra trước luôn cho các bạn có thể hình dung. Đó là ngay cái ngưỡng này và cái ngưỡng của cái đỉnh nhịp trước là 1275, bây giờ 1284, cách cái đỉnh nhỏ nhỏ này này, cái chỗ mình vẽ đây, thì nó là một cái điểm, có thể là một cái điểm nhấn và cái điểm nổ của phiên ngày thứ hai, khi mà gì, khi VN-Direct mở nhiều người vô bán và điểm số và nó sẽ bị giảm xuống vùng khoảng 1275, 1276 gì đó, tức là nó nhúng xuống tới đó. Đó rồi sau đó là những người bán xong thì đâu có ai bán xong mà nghỉ khỏi thị trường luôn đâu, đúng không ạ? À, thì lại nạp tiền lên công ty khác hoặc là lại đi mua ở công ty khác hoặc là sao sao đó bán con này mua con kia, ví dụ vậy, cơ cấu danh mục vân vân đó. Rồi chưa kể nha, đầu tháng mới như hôm nay là chúng ta thấy là cái raw margin nó cũng khá là căng, tức là người ta chốt danh mục, chốt số để người ta báo cáo làm báo cáo quý đấy, cho nên là người ta cũng không có mở thêm raw. Thế thì thứ hai các cái raw margin nó lại tăng trở lại, nên là sức mua nó lại mạnh lên đó, thì có thể là khi các bạn bán mạnh nhúng xuống dưới cái vùng 1275, 1276 này. Đó, thì khả năng là sẽ kéo cái cầu mua vào và nó giật ngược trở lại lên. Đó, thì các bạn hình dung cái diễn biến thị trường có thể nó sẽ đi theo cái kịch bản đó. Đó là phiên ngày thứ hai, có thể là VN sẽ nhúng về vùng 1275, 76 gì đó. Và sau đó là có thể đến chiều là rút chân và đi luôn. Đó, đấy là kịch bản tiêu cực. Còn kịch bản ở tiêu cực tức là nhiều người bán ra liên quan đến tài khoản ở VN Direct ha. Đó, còn chúng ta nhìn về mặt đồ thị tuần, nến tuần thì vẫn đang khá là đẹp chứ cũng chưa có gì là xấu ạ, đúng không ạ? Cái nến tuần cũng không xấu lắm, mặc dù có chút lưỡng lự ở đây. Nhưng mà chúng ta nhìn sang kiểu nến xu hướng xem xu hướng còn khỏe không. Ui, xu hướng còn mạnh lắm. Này, ta nhìn về mặt nến xu hướng thì theo tôi thấy là vẫn chưa chưa có gì cả. Kiểu gì thì cũng sẽ có một cái nhịp vượt 1.300 trong cái phiên sắp tới. Đúng không ạ? Đấy, chúng ta nhìn về mặt đồ thị kỹ thuật đấy, nhìn về mặt xu hướng. Nến này nến xu hướng à, nến xu hướng thấy còn khỏe re như thế này thì có vấn đề gì đâu. Đã thấy có dấu hiệu suy yếu gì đâu. Đấy, cho nên là hy vọng là cái điểm nổ nó sẽ nằm ở tuần sau để cho chúng ta có thể theo dõi được. Xu hướng của phiên ngày hôm nay thì lưỡng lự thế thì rõ rồi. Không, nhìn theo tôi thấy là mọi mọi thứ vẫn còn ổn. Đó, thì nó sẽ đi theo cái kịch bản mà mình nói, đến ngày thứ hai thì có thể là nó sẽ bị nhúng lại một chút xíu thôi, do cái tâm lý thôi. Đấy, còn chưa kể không biết là thứ hai là VN-Direct có vận hành được đúng theo như cái thông báo hay không. Chúng ta phải chờ tiếp trong 2 3 ngày cuối tuần này để họ khắc phục như thế nào nữa, đúng không ạ? Rồi những thông tin từ HOSE, từ HNX xem là có kết nối lại không. Chứ còn đến thứ hai mà giả sử vẫn không được nữa thì cũng có thể nó là một cái tâm lý cho người ta lo lắng hơn rồi cũng bán ra. Đó, thì nó cũng sẽ lại nhúng cái đó. Dạng dạng giống như chúng ta thấy là đi qua rồi thì quay lại nhúng để gì, để test đỉnh cái xem như thế nào, đúng không ạ? Đó, break ra rồi thì quay lại test là cũng hết sức bình thường thôi, không vấn đề gì cả. Tôi nhìn thấy mấy cái đường này nó vẫn còn đang đang hướng lên, đúng không ạ? Mây vẫn còn mở rộng ra cho nên là chưa chưa có gì xấu. Nó thật sự là về mặt xu hướng thì tôi thấy là vẫn chưa có gì là quá đáng lo lắng cả. Đó, thì các bạn vẫn cứ theo dõi tiếp để mà quản trị tài khoản của mình cho nó hợp lý nhé, nhất là những người có tài khoản ở VN Direct mình nói rồi. Cái giải pháp mà nếu giả sử mà các bạn không lựa chọn ở VN Direct nữa thì các bạn có thể chuyển cổ phiếu sang, mở tài khoản ở công ty khác rồi chuyển cổ phiếu sang, chứ không đến nỗi là phải bán để mà rút tiền ra. Tất nhiên cái thao tác mà bán để rút tiền ra thì nó sẽ nhanh hơn, đúng không ạ? Nhanh hơn là làm thủ tục chuyển thì mất công là phải đến công ty chứng khoán rồi viết yêu cầu đơn yêu cầu rồi chờ họ chuyển nữa thì có khi cũng mất cả tuần, đúng không? À, thì lại đã mất một tuần rồi, cho nên là
khi mình tư vấn á, mình tư vấn cho các bạn á, thì nhiều bạn cũng nhắn vậy đó, bảo giờ đã giam cổ của em tuần rồi, bây giờ lại bắt em đi làm đơn nữa, rồi bắt đầu lại chờ thêm tuần nữa mới chuyển, thì sốt ruột lắm đúng không ạ? Đấy, dân mình và dân đầu tư mình thì tôi nói là cực kỳ nôn nóng, cực kỳ sốt ruột, mua xong là cứ 2 phút là nhìn bảng điện một lần, chứ làm gì mà chờ được 2 tuần đúng không ạ? Đấy, cho nên là thôi thì tùy cách mọi người quản trị, và mình chia góc nhìn của mình thì với cái phương thức và cái kinh nghiệm của mình thì mình chia sẻ như vậy thôi, còn tùy mỗi người ha, tài khoản của các bạn, tiền của các bạn, cho nên là các bạn tự quyết định, chứ mình chỉ tham vấn một cái góc độ là những cái góc độ về giải pháp thôi, còn mọi người chọn cái giải pháp nào đấy là quyền của các bạn. Rồi, xin chào, hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo. Chúc các bạn cuối tuần vui vẻ.